Rồi, chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng và làm phát tài nha. Hôm nay cửa hàng lên cho các bác mình cùng xem nè. Cupata lên 2018 nha. Máy gì đang đi là gạo súp, cài và xới nha. Đủ 3 món đồ chơi heo em nó luôn nha các bác. Giá hai sưng đầu năm gì cực kỳ là tốt luôn nha. Giá cực kỳ là sốc luôn. Này, lên 2018 nha. Hai sưng đầu năm, giá cực kỳ là tốt luôn. Rồi này, Cupata lên 2018 nha. Giá đầu năm luôn, cực kỳ là tốt luôn các bác ơi. Rồi sẽ vô từng phần thông số lốp của em nói trước cho bác mình cùng xem nha. Vì vỏ đầu em nói đang đi là 8-18 nha bác. Vỏ này, vỏ rất chi là đẹp luôn. Vỏ sau 3.6-26 nha. Máy lên 2018, máy hái nha bác. Cực kỳ là đẹp luôn này các bác ơi. Giá thì cũng cực kỳ là sốc luôn nha. Lên 2018, máy hái. Giá cửa hàng đưa ra thì bao gồm là bao bảo dưỡng với sơn phết hoàn toàn miễn phí nha bác. Với cái thứ hai là bao xe vận chuyển qua tới nhà cho mấy bác hết luôn nha. Này, giá đủ bộ 3 món của em nói về trơn 300 một xíu thôi nha. 300 một xíu thôi, đủ độ 3 món của em nó. 3 món là sao? Này, gạo súp, cài, xới, đủ độ 3 món trên 300 một xíu thôi nha bác. Còn các bác nào mà lấy riêng cái đầu máy thôi, vì giá nó tầm 200 mấy xíu thôi. 200 mấy vừa cho các bác mình thôi. 200 mấy vừa là nhận được em nói về nhà luôn nha bác. Này, các bác nhìn xem nè, cái đầu đèn nè, rất là sáng luôn các bác ơi. Máy gì là 2018 nha, cái dòng này gì 50 mã lực nha bác, phân phúc 50 mã lực của nhà Cupata nha. Này, vỏ gì con này, cái vỏ này bắt đỡ vô thôi nha bác. Các bác mua xong các bác muốn đổi vỏ đẹp gì hai qua cho bác nha, vỏ này chỉ là bắt đỡ vô thôi. Rồi ghế ngồi này, ghế ngồi là ghế chỉnh zin của Cupata luôn nha bác. Này, ghế zin của Cupata luôn nha. Cái dòng này ta lái trợ lực 100%, bẻ rất là nhẹ luôn nha bác. Rồi gạt súp này, các bác nào mà đang có ý định mà mua súp thì con này là rất là ok luôn nha. Súp nó dở rất là cao luôn nha bác. Mua cho năm trường đồ với vật liệu xây dựng là ok. Cái súp này rất là ok luôn nha bác. Súp này súp chính hãng của Cupata luôn nha, LA588 nha. Súp zin của Cupata nha bác, cho nên gỡ rất là cao luôn. Rồi vô từng phần nè. Vô trước cho bác là vô phần nằm ông da. Này nằm ông da còn rất chi là đẹp luôn. Phần gấp cậu trước này nha các bác. Này phần cậu trước nè, vỏ bọng là gai rất là cao luôn nha. Vỏ sau chỉ bắt đỡ vô thôi, các bác nào muốn cái vỏ đẹp hơn gì trao đổi. Vỏ chỉ bắt đỡ vô thôi nha các bác mà mua xong gì mình muốn vỏ đẹp gì gắn vô. Vỏ chỉ bắt đỡ thôi, vỏ sau chỉ bắt đỡ vô thôi. Còn đây phần hắn đồ ăn bi da. Cái máy này gì nó hộp số để trang bị là đầm tóc nha bác. Đầm tóc cho nên chạy thao tác rất là nhanh gọn lẹ luôn nha. Với giá khởi điểm hai sưng đầu năm này rất là tốt cho bác mình lựa chọn em nó luôn nha. Giá cực kỳ là tốt luôn các bác ơi. Giá rất là tốt luôn. Đủ 3 món đồ chơi gì khoảng trên 300 xíu thôi mà riêng mình máy về khoảng 200 mấy vừa cho các bác mình sở hữu luôn nha. Này, súp, súp là súp zin hết nha bác. Cài xới đầy đủ. Này, phần mặt đồng hồ rồi nha bác. Phần nắp capo ở trên nè, cũng chơi đẹp luôn, mua cho nắng nè. Nguyên bản của em nó luôn nha các bác. Giá hai sưng đầu năm rất là tốt luôn nha. Hai sưng đầu năm rất là tốt và có rất là nhiều cái ưu đãi dưới là khuyến mãi đồ nha các bác. Vậy các bác nào đang quan tâm cái dòng Cupata là 2018 máy hái này thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha để được tư vấn và hiểu rõ hơn chi tiết về máy nha các bác. Này đùi đâu nè, rất chi là đẹp các bác ơi. Giá đầu năm cực kỳ là tốt luôn các bác ơi. Chỉ 200 mấy vừa thôi là có con xe 2018 hái đẹp rồi nha. Này, co bét đồ nè, long lanh hết nha các bác. Này, phần máy đồ bên trong này các bác. Bô nè, cái bô đen lùi luôn. Này cái mặt ga lăng ngoài trước nè. Nguyên bản nguyên zin hết nha các bác. Nguyên bản nguyên zin. Gọi vô cái phần két nước và bô e cho bác mình cùng xem nè. Đen lùi luôn nha. Này này này. Két nước và bô e này. Rất chi là đẹp luôn các bác ơi. Cái bô này. Nhìn cái bô là đủ ghiền rồi. Bô đen lùi luôn nha bác. Này cái bô nè, đen lùi luôn. Cổ bô cực kỳ là dày luôn nha bác. Lời 2018, máy hái cực kỳ là tốt luôn. Giá bây giờ cực kỳ là tốt rồi. Hai sưng đầu năm nha bác. Giá cực kỳ là tốt luôn. Rồi để cho mấy em thợ ra test máy cho bác mình cùng xem nha. Cái súp lật này dở lên rất là cao luôn nha bác. Tại vì súp zin của em nói gì dở lên rất là cao luôn. Để cho họ nổ máy lên cho bác nghe tiếng động cơ nha. Lên nổ máy cho các bác nghe tiếng động cơ lên đó ơi. Lời 2018 nha. Máy hái giá cực kỳ là tốt luôn các bác ơi. Rồi lên máy nè. Đạp ga lên. Lên ga cho bác. Rồi, dẹp ga con. Này, dẹp ga nha bác.
không ra miếng khói luôn nha, máy cực kỳ là tốt luôn nha, giá cũng cực kỳ là tốt cho bác mình luôn nha. Hai xưng đầu năm giá cực kỳ là tốt luôn, rất là nhiều cái ưu đãi và khuyến mãi cho em nó nha. Đây động cơ bên trong là nổ nữa bác, cơ bên trong nè, lên ra. Cái máy này nổ rất là ngọt luôn nha bác, tay lái trợ lực bẻ là nhẹ nhàng luôn nha, tay lái trợ lực bẻ cho các bác mình cùng xem đây này, bẻ rất chi là nhẹ nhàng luôn nha bác. Rồi sập cái môi xuống rồi test máy cho các bác mình cùng xem lên đây, xuống đây. Cái dòng này gì hộp số đi trang bị là 8 tiếng 8 lùi nha bác, tiếng lùi tốc. Cái dòng 5018 này rất là phổ biến luôn nha bác, rất là nhiều các bác ưa chuộng cái dòng này luôn nha. Rồi tới luôn đi. Này gầm xúc, đấy dỡ gầm xúc cao lên đây cho các bác mình cùng xem cái gầm xúc đây. Này. Cao hết lóc luôn. Nó không có dưới vậy đâu. Cao đi. Để cho các bác coi độ cao của em nó này, độ cao nha bác, rất là cao luôn nha. Rồi hạ xuống rồi tới luôn cho bác đi. Hạ hơi lốp bánh cho bác ơi. Để ghiếp cho các bác coi bánh sau nha. Rồi. Vậy tới thì ghiếp cái bánh cho các bác xem ơi. Là 5018 nha bác. Mày hả, giá cực kỳ là tốt luôn bác ơi. Hai xưng đầu năm giá cực kỳ là tốt luôn. Bánh tay cầu luôn nè. Quá dữ rồi bác ơi. Quá bụi luôn rồi. Máy cực kỳ là khỏe luôn nha bác. Lên bụi luôn. Nè, để ghiếp lại cho bác mình cùng xem thôi. Rồi, lên đây. Vì cái vỏ này chỉ là bắt đỡ thôi nha. Các bác mua xong có yêu cầu lên vỏ hát gì hai bên trao đổi là lên cái vỏ hát nha bác. Vì vỏ chỉ bắt đỡ vô thôi. Máy vừa ngoại hình còn rất là đẹp nha bác. Rồi, tới lên tiếng lùi đi. Tới lùi cho bác mình cùng xem. Thử hắn ơi. Rồi, thử hắn đi. Này, hắn nha bác. Vô phần hắn nè. Hắn đạp bên nào ăn bên đó nha. Rồi hắn bên đây đi. Rồi ok rồi đó. Động cơ rất là khỏe luôn các bác ơi. Dòng Kubota là 5018 50 mã lực nha. Dòng máy hái nha. Giá cũng cực kỳ là tốt luôn cho cái dịp mà đầu năm này nha các bác. Giá đầu năm là cực kỳ là tốt luôn nha. Rất là nhiều cái khuyến mãi cho bác mình luôn nha. Đâu lên ga lớn ơi. Ga lớn. Máy nổ rất là khỏe luôn nha bác. Máy nổ rất là khỏe luôn. Phần nồi bọng luôn đây, nguyên bản của nó nha. Đây. Còn các bác nào đang quan tâm cái dòng máy L5018 này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Giá đầu năm hai xuân cực kỳ là tốt luôn nha. Rất là nhiều cái ưu đãi và khuyến mãi luôn nha các bác.